Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Phụng đến từ khoa Nhi sơ sinh Bệnh viện Quốc tế Phương Châm Sóc Trăng. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách theo dõi vàng da sơ sinh cho em bé tại nhà. Đầu tiên thì chúng ta nên quan sát trẻ hàng ngày, bộc lộ em bé toàn thân, nhìn từ trên xuống dưới và quan sát em bé nơi có đủ ánh sáng, ưu tiên là ánh sáng mặt trời. Hạn chế sử dụng những vật liệu như khăn, quần áo, đèn có màu vàng để tránh nhầm lẫn trong việc quan sát em bé. Trong trường hợp mà chúng ta khó quan sát, phân biệt cái tình trạng vàng da của em bé thì ba mẹ có thể sử dụng ngón tay ấn nhẹ lên vùng cơ thể cần kiểm tra vài giây, sau đó buông ra và quan sát cái khu vực mình mới vừa ấn xem có xuất hiện màu vàng rõ ràng hay không. Nếu như sức khỏe em bé ổn, tình trạng vàng da chỉ xuất hiện ở vùng mặt và vùng ngực thì cha mẹ có thể theo dõi em bé tiếp và quan sát em bé mỗi ngày. Còn nếu như tình trạng vàng da kéo dài, mức độ vàng da từ dưới rốn trở xuống đùi xuống cẳng chân thì nên đưa em bé đi khám ngay. Ngoài ra, nếu như tình trạng vàng da kéo dài trên 1 tuần đối với trẻ đủ tháng hoặc là kéo dài trên 2 tuần đối với trẻ thiếu tháng thì ba mẹ cũng nên đưa con đi khám kịp thời, kết hợp thêm những dấu hiệu lâm sàng khác. Như là bé bú ít, bé ọc sữa, bé co giật hoặc là bé tiêu phân bạc màu thì ba mẹ cũng nên đưa con đi thăm khám kịp thời. Trên đó là những dấu hiệu để ba mẹ có thể quan sát và chăm sóc em bé tại nhà. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào chủ đề sau ạ.